Today I will continue teaching you English 7 for 10 years student learning English. Chào các em thân mến, hôm nay tôi sẽ tiếp tục dạy thêm cái chương trình tiếng Anh lớp 7 dành cho hệ tiếng Anh 10 năm. Now we come to our class. Today we will learn unit 9 with the topic festivals around the world. And we learn the lesson 1 with getting started, and plus the book 1 and the plus the book 2 on page 26 to 30. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học với chủ đề của bài số 9, đó là Festival Around the World, là những lễ hội trên thế giới. Chúng ta bắt đầu bài đầu tiên, nó bao gồm 3 phần: getting started, plus the book 1 and plus the book 2. Now first of all, look at the 8th picture. Ta nhìn là 8 trang ha. There are some festivals around the world. So you will write the names of the festival under the picture. Chúng ta sẽ nhìn 8 trang và chúng ta điền tên của các lễ hội này dưới mỗi 8 trang ha. The first picture. So the first picture, what do you see in the first picture? You see many water, a much water. So the festival number 1 is water festival. The second picture. And festival, the third, Ghost Day, the fourth, Tết, and the five, Rock in Rio, the sixth, Christmas, the seventh, Halloween, and the eighth, Easter. So these are the festival around the world. Đây là những lễ hội trên thế giới. Chúng ta thấy 8 lễ hội này. Lễ hội thứ nhất là lễ hội nước. Lễ hội thứ hai đó là cái lễ hội phim, dành cho phim ảnh. Là quốc gia. Lễ hội thứ ba là lễ hội hoa quỷ. Lễ hội thứ tư là Tết. Tết thì nói là lễ hội này diễn ra ở Việt Nam cũng như là một số nước châu Á như Singapore, Nhật Bản hay là Hàn Quốc. Lễ hội thứ năm đó là Rock, lễ hội nhạc Rock ở thành phố Rio. Và lễ hội thứ sáu chúng ta đã rất là quen thuộc, đó là Christmas, là lễ Giáng sinh có trên khắp thế giới. Và lễ hội thứ bảy đó là Halloween. Lễ hội này chúng ta cũng đã biết được một vài năm gần đây. Lễ hội này cũng nói về như là ma đó các em. Lễ hội thứ 8 đó là Easter, là lễ hội cùng sinh. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu một vài lễ hội qua các bài nhắc đến sau đây như vậy. Thì chúng ta tiếp phần này với phần từ vựng. Ở bài này chúng ta có một số từ vựng như sau, đó là fascinating, fascinating, amazing, amazing, religious, religious, religious nghĩa là thuộc về tôn giáo, amazing là ngạc nhiên và fascinating nghĩa là hấp dẫn. Từ vựng tiếp theo chúng ta đó là attend, có nghĩa là cắm trại. Từ tiếp theo seasonal, seasonal là theo mùa vụ, là thời mùa vụ. Và cái từ thứ sáu là chúng ta có từ superstition, superstition là mấy cái gì đó. Thôi, có bị đời vocabulary to the notebook, ta dạy nhé, chắc có từ vựng mình đọc ha. In this lesson, we have some grammar points. Ở bài này chúng ta có một số cái điểm phương pháp chúng ta cần lưu ý ha. Do là chúng ta học từ vựng thì chúng ta phải biết cái từ vựng đó thuộc từ vựng nào. Ví dụ như là động từ, danh từ, hay là tính từ, đó là vợ, là nam, là adjective. Ở cái bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số cái từ vựng và cái biến đổi của nó theo cái cách dùng trong câu. Ví dụ chúng ta có từ celebrate. Celebrate có nghĩa là tổ chức, ăn mừng. Celebrate đó là động từ. Vậy thì danh từ của nó là gì? Tính từ của nó là celebratory. Rồi chúng ta sẽ biết được danh từ của celebrate là celebration. Vậy chúng ta sẽ thêm cái đuôi sân này vào để thành danh từ. Từ thứ hai chúng ta có là festival. Festival là danh từ. Vậy thì tính từ của nó là gì? Tính từ của nó là festive. Từ thứ ba, parade. Parade là danh từ, vậy thì động từ của nó là cũng là parade luôn. Nó giống nhau nhưng mà nó một cái là động từ, cái là danh từ. Rồi từ thứ tư chúng ta có là cultural. Cultural là tính từ. Vậy thì danh từ của cultural đó là culture. Từ thứ năm chúng ta có từ perform. Perform là danh từ, có nghĩa là biểu diễn. Biểu diễn, vậy thì danh từ luôn. Động từ là một biểu diễn, còn danh từ đó là một quán mơ người biểu diễn. Chúng ta có một cái danh từ thứ hai, chữ
rì là thứ nhất, nhưng mà đối với lại động từ có hai âm tiết thì dấu nhấn có từ sẽ rơi vào những thứ hai. Thì chúng ta có từ enjoy là dislike, thì chúng ta sẽ sang cái phần là âm tiết của các cái từ có hai âm tiết, thì có nghĩa là hai hai chúng ta đi vào từ vựng có hai âm tiết, có nghĩa là hai tiếng khi chúng ta phát âm ra đó. Into suitable words, the mark represent the stress suitable, the general rules are, the general rules are. Vậy thì đối với những từ có hai âm tiết, có nghĩa là những từ tổng hợp hai tiếng, thì cái dấu nhấn trọng tâm của nó, công thức của nó sẽ rơi vào cái âm nào. Để biết được thì chúng ta phải biết được, để biết được các biết nó rơi vào nào thì chúng ta mới biết được. Thứ nhất đó là type of word, đó là từ loại của từ. Cái thứ hai chúng ta phải biết được cái công thức chung general rule đó. Tuy nhiên nó cũng có một cái bài ngoại lệ, đó là exception. Vậy thì chúng ta thấy là như hồi nãy ví dụ hồi nãy thì đa số các cái danh từ và tính từ thì âm tiết của nó sẽ rơi vào âm thứ. Tuy nhiên đó là một step on the first syllable, đó là một cái danh từ và tính từ thì dấu nhấn trọng âm của nó sẽ rơi vào cái âm thứ nhất, phần thứ nhất. Tuy nhiên chúng ta thấy là ví dụ nãy là chữ thấu chờ hoặc là chữ testy, đó là danh từ tính từ cho nên dấu nhấn kỹ nhất. Tuy nhiên có trường hợp ngoại lệ, đó là đối với sleep và arose, sleep và arose và machine thì âm tiết của nó lại rơi vào âm thứ hai, đây là trường hợp ngoại lệ. Rồi, đối với hầu hết các cái động từ most of, có nghĩa là hầu hết các động từ thì những cái từ có hai tiết là động từ thì dấu nhấn step on the second syllable, dấu nhấn nó sẽ nằm ở dòng thứ hai. Ví dụ chúng ta có cái từ nãy là parade nè, gọi là enjoy, dislike, invite. Tuy nhiên cũng có một cái trường hợp ngoại lệ nữa, đó là đối với từ động từ copy, differ và hâm bên thì dấu nhấn của nó lại rơi vào dòng thứ. Tuy nhiên đây là trường hợp ngoại lệ. Và trường hợp ngoại lệ thứ hai nữa, đó là đối với từ có hai âm tiết đó mà nó kết thúc bằng chữ o và chữ n thì chúng ta cũng sẽ đặt dấu nhấn ở dòng thứ nhất. Ví dụ chúng ta có từ dancer nè, enter nè. Như vậy thì chúng ta biết được cái công thức tổng quát để mà nhấn trọng âm cho những cái từ có hai tiếng. Rồi chúng ta chuyển sang cái phần bài tập tới phần này ha. Bài tập thứ 5, listen and repeat the word, then listen, put them in the correct column according to their status. Nghe và lại các từ, sau đó là sắp xếp các từ này theo còn là âm tiết thứ nhất và âm tiết thứ hai. Nên là chúng ta xếp các từ này theo cái cột thứ nhất, đó là dấu nhấn thứ nhất, và cái cột thứ hai đó là những cái từ có dấu nhấn dành thứ, thứ hai đó là step on second syllable. Rồi bây giờ chúng ta đi lắng nghe các từ này ha. Gather, gather, vậy thì từ này có cái âm tiết rơi vào thứ nhất cho nên nó sẽ xếp vào cái cột âm tiết dần thứ nhất. Picture, picture cũng là dần thứ nhất. Relax, relax dần thứ hai. Artist, artist âm tiết sẽ rơi vào dần thứ nhất. Enjoy, enjoy từ này rơi vào âm tiết dần thứ hai. Hotel, hotel từ này rơi vào âm tiết của mình thứ hai. Lovely, lovely dấu nhấn dòng thứ nhất. Describe, describe âm tiết dòng thứ hai. Rename, rename âm tiết của dòng thứ hai. Famous, famous từ này rơi vào dấu nhấn của dòng thứ nhất. Như vậy chúng ta vừa xong phần sắp xếp từ theo cái dấu nhấn có trọng âm dòng thứ nhất và từ có dấu nhấn có trọng âm dòng thứ hai. Chúng ta sang cái bài tập thứ hai cũng tương tự như vậy, đó là chọn cái từ mà có âm tiết khác với những từ khác trong nhóm. Vậy thì chúng ta có 5 câu. From number 1 to number 5. Number 1, từ nhất money. Money là biết thứ nhất. Dancer, thứ nhất. Shopping, thứ nhất. Balloon. Giờ thứ hai thì chúng ta sẽ chọn cái từ balloon. Tương tự như vậy. Number 2, come on. The first step, happy. First step, commit. Second step, joyful. The first step, so we do commit. Ta chọn cái từ commit nhấn dòng thứ hai trong khi những từ còn lại là dấu nhấn thứ nhất. Prepare. The second, enter. Second, answer. Answer the first. Listen. The first, so we do prepare. Chúng ta chọn từ prepare nhấn dòng thứ hai trong khi những từ còn lại nó là dấu nhấn thứ nhất. Pumpkin. The first.
Honey. The first, water. The first, alarm. The second, service. Alarm. Vậy thì từ alarm sẽ giống như thứ hai trong khi những từ còn lại giống như thứ nhất. Number 5, tidy. Tidy. The first test, complete. Complete. The second, refill. Second, adapt. Second, service. Tidy. Chúng ta dạo từ tidy trong khi complete, refill và adapt đều có những cái dạng thứ. Bởi vì đa số các từ này nó đều là động từ. À, như vậy chúng ta vừa xong cái phần dấu nhấn cho những từ có âm tiết, hai âm tiết hay là hai tiết, cộng hai tiết. Chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo. Now look at this picture. Cái hình của chữ này. So what information would you like to know about the festival? Chúng ta nhìn bức tranh này, chúng ta biết được cái thông tin gì mà bức tranh này nó muốn đưa cho chúng ta biết. Ví dụ thấy là festival đó là có lễ hội vậy thì có đi mình em mà từ festival có lễ hội này là lễ hội gì em quen cái gì mà nó diễn ra ở đâu. So this is the festival of the sun. Đây là cái lễ hội về mặt trời ha. Em quen cái gì nó diễn ra ở đâu thì chúng ta sẽ tiếp phần từ sau thì không biết ha. The festival of the sun is held on June 24. Cái lễ hội mặt trời này nó được tổ chức vào ngày 24 tháng 6. Vậy thì chúng ta biết thời gian ha. The festival is celebrated in Peru. Cái lễ hội này nó được tổ chức ở Peru. Peru là một cái đất nước ở Nam Mỹ. Cho nên là chúng ta biết được cái nơi diễn ra của cái lễ hội này. The festival takes place every year. Cái lễ hội này nó diễn ra mỗi năm. The four people attend the festival for fun. Người ta tham dự cái lễ hội này để kiểu là vui. A lot of people go to Cusco, Peru to attend the festival. Nhiều người đến thành phố Cusco ở nước Peru để mà tham dự cái lễ hội này. People celebrate it in a special way. Người ta tổ chức cái lễ hội này theo một cách rất là đặc biệt. People celebrate it with street fairs and live music. Người ta tổ chức cái lễ hội này với những cái hội chợ trên đường và nhạc sống. Như vậy thì ở đây chúng ta chú ý mày biết được cái lễ hội này nó diễn ra ở đâu và thời gian nào tổ chức, kiểu như có mục đích để tổ chức thì chúng ta chú ý những cái cụm từ diễn tả cái thời gian cũng như là tên gọi cũng như là cái địa điểm. Chúng ta chú ý là cái cụm từ là on June 24. On June 24 là nó nói về thời gian, cho nên là nó talk about time, nói về thời gian, nên là gọi đó là adverbial phrase of time, cụm dạng từ chỉ thời gian. À, cái cụm từ thứ hai chúng ta lưu ý đó là in Peru. In Peru thì nó nói về nơi chốn thì chúng ta gọi nơi chốn là place. À, rồi vậy thì cái cụm dạng từ chỉ nơi chốn này tương ứng với cái câu hỏi của nó đó là chữ where. Rồi cái câu thứ ba chúng ta chú ý cụm từ every year. Every year là hàng năm hay là mỗi năm, thì đây là cái cụm dạng từ chỉ thời gian luôn ha, nhưng mà nó cũng chỉ sự thường xuyên là năm nào cũng diễn ra, cho nên chúng ta gọi sự thường xuyên đó là frequency. Chúng ta chú ý cụm từ gọi là every year, cụm từ chỉ thời gian chỉ sự thường xuyên và tương ứng cho cái chữ cụm dạng từ chỉ sự thường xuyên này chúng ta đặt câu hỏi cái chữ how often. Câu thứ tư chúng ta chú ý cụm từ là for fun. For fun là để vui, chỉ vậy để diễn tả một cái mục đích, mục tiêu. Tương tự vậy câu ở dưới xưa xe là festival người ta tham dự để mà người ta đến đó, đến thành phố Cusco, Peru để tham dự lễ hội gì, cái mục tiêu đến đây là để tham dự lễ hội này thì cũng diễn tả cái mục tiêu. Vì vậy for fun là xưa xe là festival nó nói về mục tiêu, lý do là reason. Và để đặt câu hỏi tương ứng với cái đã có mục tiêu và lý do, chúng ta thường đặt hỏi cái chữ why. People celebrate it in a special way. In a special way là theo một cái cách đặc biệt, thì nó nói về cái thể cách, và thể cách nó là manner và cái từ tương ứng với nó để mà đặt câu hỏi cho cái thể cách đó là chữ how. À, theo cái đặc biệt gọi là người ta diễn hỏi người ta tổ chức như thế nào, người ta tổ chức nó bằng các cái hội chợ, đường phố như là âm nhạc,
cụm này chúng ta gọi là adverbial phrase, những cụm trạng từ. Vậy thì những cái cụm trạng từ này nó có cái chức năng như thế nào? Trước tiên phải là chúng ta thời gian nè, cái đó diễn tả nơi chốn, cái đó diễn tả sự thường xuyên, diễn tả lý do là nguyên nhân và diễn tả cái thể cách. Vậy thì tóm lại chúng ta có phần ghi nhớ như sau: những cái cụm từ diễn tả thường xuyên chúng ta gọi là adverbial phrase, cụm trạng từ. Cụm trạng từ thì nó cho chúng ta biết những cái thông tin gì? Thứ nhất, cái này chúng ta biết về là time of action, chúng ta biết về thời gian của cái hoạt động, gọi là place of an action, nơi chốn diễn ra cái hoạt động đó, gọi là frequency of an action, sự thường xuyên diễn ra của hoạt động đó, reason of an action, cái nguyên nhân lý do của hoạt động đó, và manner of an action, đó là cái thể cách của cái hoạt động đó diễn ra như thế nào. Rồi kế đến chúng ta lưu ý là adverbial phrases are made with nouns, preposition, or subjunctive. Cụm trạng từ thường thì nó sẽ bắt đầu bằng danh từ ha, hoặc là nó sẽ bắt đầu bằng cái động từ có to, hoặc là nó sẽ bắt đầu bằng một giới từ. Như chúng ta hay nãy là giới từ là to in the room, hoặc là to attend the festival. Chúng ta thấy nó bắt đầu bằng danh từ, là giới từ, hoặc là động từ có to. Và cụm trạng từ được sử dụng để trả lời các cái câu hỏi khác nhau. Các bạn hãy thấy những cụm trạng từ, tôi lấy những cụm trạng từ thì nó có những cái từ để hỏi như là what, when, how often, why. Vậy thì đó, những cụm trạng từ này nó dùng để trả lời cho tất cả những cái câu hỏi khác nhau đó. Và tương ứng với những câu hỏi đó, chúng ta gọi những cái từ đó, những đó những cái từ để bắt đầu câu hỏi, đó là what, who, when, how often, why. Đây là những cái từ để hỏi tương ứng với những cụm trạng từ. Bài tập của chúng ta như sau: read the passage about Cannes Festival. Chúng ta đọc cái đoạn văn nói về cái lễ hội phim Cannes. Lễ hội phim Cannes này nó được tổ chức như thế nào, diễn ra ở đâu. Thì sau khi chúng ta đọc những văn này, chúng ta sẽ trả lời, tìm những cái cụm từ tương ứng để trả lời cho những cái từ để hỏi what, who, where, how, when, how, why. What là cái gì? Chúng ta sẽ đọc cái lễ hội này đó là một Cannes Film Festival, hoặc là một phim Cannes. Every year Cannes hosts its International Film Festival. Mỗi năm thì lễ hội Cannes là nước chủ nhà diễn ra cái lễ hội phim ảnh trên toàn thế giới. Cannes là một cái thành phố ở Pháp. Bất kỳ ngày everything stops, nhưng mà vào tháng 5 thì mọi thứ dừng lại, kho vào festival để chuẩn bị cho lễ hội. People check the festival in a very serious way. Người ta tham dự lễ hội này theo một cái cách rất là nghiêm túc. Film directors, stars and critics all come to the festival. Các cái nhà đạo diễn cũng như là những cái diễn viên và các nhà phê bình đến với việc tham dự lễ hội này. Photo of 31 is the new films to award prizes for the best one. Một hệ thống là ban giám khảo xem các cái bộ phim mới và sau đó trao giải thưởng cho những cái bộ phim mà hay nhất. The biggest prize is Palme d'Or, which is given to the best film. Cái giải thưởng lớn nhất hay là giải nhất đó, nó sẽ được trao và có tên gọi là Palme d'Or, nó sẽ được trao cho bộ phim hay nhất. Vậy mà vừa tìm hiểu xong cái lễ hội phim Cannes thì hỏi quá là cái gì? Thì ở đây chúng ta có cụm từ tương ứng với nó đó chính là Film Festival, có lẽ là phim, có lẽ là phim gì? Thì tức là Cannes Festival, là phim Cannes. Rồi, cụm trạng từ chữ trả lời là chữ who, là ai tham dự. Tham dự thì ở đây chúng ta thấy xuất hiện là directors, các cái đạo diễn, và là Einstein, quý vị, cái diễn viên và các nhà phê bình. Vậy thì những cụm từ này nó trả lời cho chữ who, trong cái từ phim directors này, quý vị. Rồi, where là ở đâu, người ta ở bên nơi chốn. Thì ở đây chúng ta thấy có cái cụm từ là city in France, cái thành phố ở Pháp, là thành phố, tức là thành phố Cannes, là in Cannes, city in France. Where là khi nào, thì chúng ta thấy là cái lễ hội này nó diễn ra ở in May, diễn ra ở giờ thời gian tháng 5. Cụm trạng từ in May trả lời cho chữ where. How often
gọi địa chỉ, con người, chỉ nơi chốn, chỉ thời gian, chỉ sự thường xuyên, trả lời cho những cái từ để hỏi quá, who, where, when, how, when, how, why. Đây là những cái từ để hỏi, dùng để bắt đầu câu hỏi, dùng để hỏi, nó tương ứng với những cái cụm nhãn từ trả lời của nó, thì cụm nhãn từ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn, chỉ con người, chỉ sự thường xuyên. Thế như vậy chúng ta vừa xong cái tập này, verbal phrases, những cái cụm nhãn từ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn, và là chỉ thể cách. Chúng ta đang học sử dụng nó là tức hay là feature, thì bạn cần Lisa the Tết Festival, the Rising Festival and the Art of Festival. Đây là những cái lễ hội chúng thấy là diễn ra ở Việt Nam, chúng ta chọn một trong ba cái lễ hội này để chúng ta làm cái bài tập ở bên dưới ứng dụng cái phần là tìm cụm trả từ tương ứng và trả lời cho những cái từ để hỏi. Đó là chúng ta chọn cái lễ hội Mid Autumn Festival, lễ hội trung thu đó. Ai who là gì, dành cho ai, có dành cho children, where ở đâu, lễ hội này everywhere in Việt Nam, nó diễn ra ở mọi nơi ở Việt Nam, when lễ hội diễn ra thế nào, khi nó là xuyên lưu ra cái lần đầu nó diễn ra là tháng 8 âm lịch, how fun lễ hội này diễn ra xuyên bao lâu, thì thấy là năm nào cũng có ra energy mỗi năm, how như thế nào, lễ hội này được tuyên truyền như thế nào, thì thấy là children eat smooth cakes and play with letter. Trẻ em ăn bánh trung thu và chơi với đèn trung thu, à, đó là được tổ chức như vậy. Và câu hỏi tiếp theo đó là why, tại sao trẻ em tham dự lễ hội này, là children attend the festival of fun, trẻ em tham dự lễ hội này vui vui. Thì những cái cụm trả từ này nó trả lời cho những cái từ để hỏi what, where, who, when, how, fun. Và như vậy chúng ta vừa xong phần cụm trả từ tương ứng với cái phần cụm trả từ thì nó có những cái từ để hỏi này. Như vậy thì thấy là những cái từ để hỏi dùng để bắt đầu câu hỏi thì trả lời cho nó sẽ có những cái cách trả lời tương ứng. Ví dụ như chúng ta có từ who, who thì tương ứng who là ai, ai thì chúng ta sẽ trả lời cho nó là từ person, nên dùng để diễn tả con người, cho nên ta trả đáp án là một vài gì. Đáp từ sư why, từ để hỏi why là tại sao, chúng ta hỏi lý do thì chúng ta sẽ chọn cái từ tương ứng với nó, chỉ lý do đó là đáp án B, reason. Từ để hỏi thứ ba, which, cái nào. Vậy thì which mình hỏi cái nào thì bắt buộc là chúng ta phải trả lời whole sentence, trả lời nguyên câu ra để về giải thích cho nó là chúng ta trả lời an an, cho nên là từ riêng với thằng an. Nắm đầu to, whose. Từ để hỏi thứ tư là whose. Who là của ai. Của ai thì chúng ta phải trả lời là belong to the person, nó tên thuộc về con người, là thuộc về vật, cho nên là chẳng có tháng không còn cái gì quá, cái gì là hỏi về sự vật gọi là hoạt động, để đây chúng ta sẽ tìm chúng ta trả lời nó phải là con sẽ thành trả lời nguyên câu, cho nên ta chẳng có tháng bì nó mà phải chuẩn bị when, khi nào dùng để hỏi về thời gian. Chỉ chúng ta thấy có thời gian đó thì time, cho nên nó vừa xíu chúng ta chẳng có tháng là she. Number 7, where, ở đâu. Ở đâu là từ để hỏi là nơi chốn. Cho nên ở đây chúng ta thấy có từ tương ứng với nơi chốn là place, là nơi chốn. Cho nên number 7 chúng ta chọn đáp án với chữ act. Rồi còn lại hai như thế nào, chúng ta chọn với đáp án chữ manner là chỉ thể cách ha. Cho nên chúng ta chọn chữ manner cho câu hỏi với điểm sao. Như vậy chúng ta vừa đi xong cái phần từ để hỏi who, why, which, whose, what, where, how, những từ để hỏi dùng để bắt đầu câu hỏi và dùng để hỏi và tương ứng với nó là những cái cách trả lời ha. Chúng ta vừa đi sau cái phần từ để hỏi và cách trả lời cho những cái từ để hỏi đó. Sau khi làm xong phần này chúng ta có cái bài tập về nhà như sau. Các em sẽ xem lại các cái từ vựng mà chúng ta vừa học ở phần này và các cái điểm phương pháp, có 4 điểm phương pháp. Thứ nhất đó là đọc từ như thế nào, có hai là tiết cho nên tiết chữ tiết nhận hai. Thứ hai đó là từ vựng, nó thuộc từ loại danh từ, nó thuộc theo tính từ. Cái phương pháp thứ ba chúng ta lưu ý đó là những adverbial phrase, những cái cụm trạng từ, cũng như cụm trạng từ như chỉ cụm trạng từ chỉ thời gian, cụm trạng từ chỉ nơi chốn, chỉ nguyên nhân hoặc là chỉ thể cách. Rồi cái đặc điểm thứ tư, những cái phương pháp thứ tư chúng ta lưu ý đó chính là từ để hỏi quá, who, when, where, những cái từ để hỏi tương ứng với những cái cụm trạng từ.
Rồi chúng ta về làm thêm cái phần bài tập exercise number 1 hay cái thứ hai bài tập thêm số 1 cho nhóm 28 và bài 26 cho 30. Write a graph to describe festival you like. Viết một cái đoạn văn về cái lễ hội em rất thích. Nãy cô đã làm mẫu một cái đoạn văn là lễ hội Tết Trung Thu, còn lại lễ Tết và lễ hội nấu cơm thì em sẽ tự chọn một chút ta biết. Prepare the next lesson, chúng ta chuẩn bị là chúng ta có skill 1, skill 2. À, bên cạnh cái bài tập đó tôi có một cái bài tập nhỏ chúng ta, đó là chúng ta hãy chọn cái từ có phát âm khác với những từ còn lại trong nhóm. To the word Britney's different stress hết thằng trong giờ là chọn từ mà có cái dấu nhấn khác với lại những từ khác trong nhóm. Vậy chúng ta sẽ đọc bốn cái từ này lên và chúng ta xem coi từ nào có âm tiết ở dòng thứ nhất, dòng thứ hai, rồi nếu mà cái từ mà nó có âm tiết khác với ba từ còn lại chúng ta sẽ chọn nó. Ví dụ trong một quán nó có reverse, reverse là dòng thứ hai, serious, serious là dòng thứ nhất, special, special là dòng thứ nhất, local cũng dòng thứ nhất luôn. Như vậy special, local, serious thì những dòng thứ nhất thì chúng ta sẽ chọn một cái chữ câu A là reverse. Tương tự vậy chúng ta làm những cái câu number 2, 3, 4, 5 à, những cái từ còn lại chúng ta sẽ đọc cái từ đó lên rồi chúng ta sẽ nhận những dòng tặng cái dòng thứ nhất hay dòng thứ hai để chúng ta chọn. Bài tập thứ hai đó là to the correct answer, chúng ta nên chọn cái câu trả lời đúng cho các cái câu. Vậy thì chúng ta có tổng cộng là 10 câu ở phần này, chúng ta sẽ đọc các câu sau đó chọn từ phù hợp nhất. Ví dụ number 6, do you buy at the butchers, bạn mua ở cái quầy bò, quầy thịt đó là gì, biết là thịt bò. Vậy thì đặt từ để hỏi nào phù hợp cho cái chữ trống này, quen ở đâu, quen khi nào, quá cái gì, nào là như thế nào. Ở đây tôi trả lời là biết thịt bò, vậy thì là bạn mua là mua cái gì ở cái quầy thịt, cho nên là tôi trả lời là thịt bò. Mà nếu mà đó là thịt bò chúng ta phải chọn chữ cái gì là chữ quá, ví dụ chúng ta chọn number, xem là bác sĩ. Tương tự như vậy những từ còn lại chúng ta sẽ làm tương tự cho các câu còn lại, từ from number 6 to number 15. Bài tập số 3 chúng ta có là read the following sentences with the correct verb of the word in practice. Chúng ta chọn các cái từ trong dấu mặt và biết nó đúng dạng của nó. Như vậy thì mỗi một câu có cách sử dụng từ khác nhau, chúng ta xem lên từ này đó sẽ biết rõ là danh từ động từ hay tính từ để mà chúng ta biết ở việc trong này. Ví dụ chúng ta có từ season là mùa, mùa là danh từ thì ở đây chúng ta thấy là trước chữ trống là chữ ờ, phía sau chữ trống là festival là lễ hội, lễ hội đó là danh từ rồi, chúng ta có danh từ rồi không thể season là danh từ nữa, cho nên ta biết là season này thành một tính từ hay một nghĩa chuyện festival. Chỉ ta biết là season này thành tính từ nó mà là biến động thành cái gì, chúng ta sẽ điền ra tương tự những cái từ còn lại ta sẽ biết là thành danh từ hay một nghĩa chuyện từ thêm một từ. Celebrate festival culture for fun. Number 16, câu 16 là La Tomatina is a, cái lễ hội nhà chùa là một cái lễ hội gì đó mà vậy thì season là mùa gì đó, hay mùa như vậy thì chúng ta sẽ tìm season đó ra. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ làm từ number 17 to number 20. Các em làm bài tập 2, 3 phần này để mà biết quà tặng, sau đó chúng ta làm cho cô Zalo chấm cái điểm ha, các em làm được bao nhiêu câu thì chấm cái mấy câu, một câu một điểm. Bài học của chúng ta đến đây là thank you for watching and goodbye, see you again.